Biến vua thành chó. Sửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi và trù phú, có một vị vua vô cùng anh minh. Ngài rất yêu quý thần dân của mình và cũng được người dân hết mực tôn kính. Tể tướng, ngươi phải thường xuyên giúp ta chăm lo tới đời sống của người dân, đừng để ai phải đói khổ, lầm than. Tâu bệ hạ, đã là thần dân của người thì ai cũng sẽ được ấm no và hạnh phúc thôi ạ. Nhà vua có một hoàng hậu rất xinh đẹp. Bà ta vốn là một mụ phù thủy vô cùng độc ác. Thế nhưng, nhà vua lại rất si mê hoàng hậu và chiều theo đủ mọi thứ mà bà ta mong muốn. Hoàng hậu của ta, hôm nay trong vườn có rất nhiều hoa mà nàng yêu thích. Ta đã cất công cho người mang nó từ xứ sở xa xôi về đây đó. Ta đưa nàng đi xem hoa nha. Trời ơi, không hiểu sao hôm nay ta đau đầu quá. Ta không thể đi cùng nhà vua được đâu. Ta xin phép về phòng nghỉ đây. Thời gian gần đây, hoàng hậu có gì đó khác thường. Nàng hay tránh mặt ta, hay là nàng có bệnh trong người? Liệu hoàng hậu có gì đó giấu ta không? Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Liệu nhà vua có biết được chuyện giữa chúng ta không? Không thể nào, chàng đừng lo. Thiếp đã chế tạo ra chiếc vòng ma quái, chỉ chờ ngày thuận lợi để ra tay thôi. Nàng đã chế tạo thành công chiếc vòng ma quái rồi sao? Chàng có muốn xem không? Nàng còn không bao lấy cho ta xem đi. Tể tướng, chàng nhìn đây. Khi ta đeo chiếc vòng này vào cổ nhà vua, ông ta sẽ biến thành một con vật đáng thương. Lúc đó chàng sẽ lên làm vua trị vì thiên hạ. Ơi, thì ra các ngươi là những kẻ phản bội. Hoàng hậu, ta mấy lâu yêu thương nàng vậy mà. Còn tên tể tướng kia, ta sẽ giết chết ngươi. Nhà vua, ngươi theo dõi ta sao? Nếu như ngươi đã biết hết sự thật rồi thì hãy xem đây. Vậy thì ta muốn ngươi biến thành một con chó nhỏ. Dù sao thì giờ ngươi cũng chỉ là một con chó nhỏ bé và vô dụng. Tể tướng, hãy đuổi nó ra khỏi lâu đài của chúng ta. Có ai đó thì phải. Ôi, trời ơi, thì ra là một chú chó nhỏ. Tội nghiệp quá, chắc là ngươi vừa đói vừa lạnh. Hãy vào nhà, ta sẽ cho ngươi ăn uống nha. Sao ngươi lại không ăn thế này nhỉ? Lai lịch của chú chó này chắc cũng không phải tầm thường. Có lẽ chủ nhân của nó là một gia đình quyền quý nào đó. Thật tội nghiệp, không biết nó đã gặp phải chuyện gì mà bị lạc tới đây. Từ đó, cô gái tốt bụng để chú chó ở lại căn nhà nhỏ của mình và chăm sóc rất chu đáo. Trời ơi, chiếc vòng này thích chặt quá. Để ta tháo nó ra cho ngươi dễ chịu nha. Trời ơi, ngươi là... Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Đức vua, tha tội vì thần chưa kịp nhận ra người. Nhưng tại sao người lại... Ta bị hoàng hậu độc ác biến thành một chú chó bằng chiếc vòng. Giờ thì ta sẽ quay trở lại cung điện trừng trị những kẻ phản bội kia. Cô gái, nàng đã cứu ta, ta sẽ quay lại đón nàng, hãy đợi ta. Ta đã quay trở lại đây, hôm nay ta phải xử tội ngươi. Trời ơi, Đức vua, vì sao người có thể quay lại được đây chứ? Bệ hạ, người xử tội thiếp thì thiếp xin chịu. Xin người bình tĩnh cho thiếp nói đôi lời. Thôi được rồi, ta cho ngươi nói lần cuối trước khi xử tội chết. Hãy quên hết mọi chuyện mà ta đã làm đi. Ôi, hoàng hậu của ta, tại sao đầu ta lại đau như búa bổ thế này?
chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ? Tự nhiên ta lại quên mất thế này. Ta muốn ngươi biến thành một con chim. Hãy biến khỏi nơi đây cho khuất mắt ta, và đừng bao giờ quay lại làm phiền ta nữa. Trời ơi, trên cổ chim vẫn là chiếc vòng hôm nọ. Lẽ nào là nhà vua chăng? Xin lỗi nàng, ta lại bị hoàng hậu lừa thêm lần nữa. Lần này thì không thể thế nữa đâu. Ta sẽ trở về cung điện và trừng trị bọn chúng. Nàng hãy chờ ta nha. Hãy bắt hắn nhốt vào ngục cho ta. Xin nhà vua hãy tha cho thần. Tất cả là do thần bị hoàng hậu suối bẫy. Nếu người muốn tha tội chết thì hãy làm theo lời của ta. Nếu ngươi còn có ý đồ phản bội ta một lần nữa, toàn bộ người thân của ngươi sẽ bị hành hình ngay lập tức. Vâng, thần không dám nữa ạ. Muộn thế này mà chàng còn sang đây sao? Bỗng nhiên ta muốn chuyện trò cùng nàng mà. Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp thì cứ nói đi. Hãy biến thành con lừa. Bấy lâu nay ta mù quáng bị ngươi lừa hết lần này tới lần khác. Giờ thì tới lúc ngươi phải bị trừng trị. Ta sẽ xây một lâu đài mới trên tít đỉnh núi bên kia. Con lừa này sẽ phải chở đá cho tới khi nào xây xong lâu đài thì thôi. Vậy là mụ hoàng hậu phù thủy đã biến thành một con lừa, hằng ngày phải chở đá và sỏi từ dưới chân núi lên đỉnh núi để xây lâu đài. Còn cô gái được nhà vua đón về cung điện và trở thành một hoàng hậu mới. Vương quốc càng trở nên trù phú và tươi đẹp hơn khi có một nhà vua anh minh và vị hoàng hậu nhân từ. Niềm vui của con. Bin sao thế? Không thích máy bay nữa hả? Con chơi máy bay chán rồi. Mẹ, con ra ngoài chơi với các bạn nhé. Bin không nghe mẹ dặn sao? Ở ngoài đường bụi bặm rất bẩn, lại toàn người lạ. Con cứ chơi ở trong này cho an toàn. Chán chơi máy bay rồi á, mai mẹ lại mua tàu hỏa cho con nhé. Tàu hỏa con có rồi mà. Thế hay là mèo biết nhảy múa nhé, lạ lắm đi. Vâng ạ. À, lại thắng rồi. Mà có phải chị Lú lại nhường em không? Đâu có, Hoa giỏi quá. Nè, quệch đi. Anh xem, chợ hoa để đây có lãng mạn không? Lúc rỗi em sẽ ngồi đây đọc sách và uống trà, tuyệt vời biết bao. Anh rất vui vì em thích ở đây. Công trình bên anh chỉ mới khởi công, ít nhất phải 5 năm nữa chúng ta mới trở về thành phố. Em đang cố tìm thú vui ở nơi đây, nhưng đây cái gì cũng nghèo nàn, lạc hậu. Hàng xóm toàn lao động nghèo, trẻ con đứa nào cũng nhếch nhác, không được học hành dạy dỗ tử tế. Em với Bin chắc chỉ quanh quẩn trong nhà. Em chưa quen thôi, em cứ năng sang hàng xóm chơi, làm quen là... Thôi thôi, em sẽ dành thời gian trồng hoa, đọc sách, viết lách những thứ em yêu thích. Cô Bin lại mở cửa chạy ra ngoài rồi, em phải ra xem thế nào đã. Em kệ con, nó cũng cần có bạn bè chứ. Không được, em không thích Bin chơi với mấy đứa trẻ nhếch nhác bẩn thỉu. Cậu có cái gì đẹp thế? Máy bay điều khiển từ xa đấy, nó có bay được không? Có chứ, ấn vào bút ở bảng điều khiển là nó bay được như máy bay thật luôn á. Thích nhỉ, thích nhất quả đất luôn. Tớ thì không thích nó lắm, tớ thích có chị gái hơn. Có chị gái để chơi với chị như thế này này. Hai chị em chơi vui lắm. Đẹp quá, đẹp hơn cả máy bay trong tivi. Bin. Mẹ, con chỉ ra chơi. Về ngay, mẹ đã bảo con không được tự ý ra ngoài chơi rồi cơ mà. Chị Lúa, cái máy bay đẹp nhỉ? Ừ, hay em bảo mẹ mua cho em nhỉ? Ngốc ạ, mẹ làm gì có tiền mà mua. Nếu có tiền thì mẹ đã mua quần áo mới cho chị em mình rồi. Khoai, em làm gì đấy? Về đi, chị để phần cho em cái bánh rán ở nhà đấy. Em không ăn đâu. Tớ thích có chị gái hơn. Có chị gái để chơi với chị như thế này này. Ooh.
Sao thằng bé kia lại chơi cái máy bay của thằng Bin? Hay nó lấy cắp? Em phải sang hỏi cho ra nhẽ. Kìa em. Này cháu, sao cái máy bay của Bin lại ở đây? Cháu lấy nó ở đâu? Cháu, là Bin đưa cho cháu. Chắc nó đang nói dối. Chắc chắn nó đã lấy cắp. Thôi được rồi, cháu qua nhà cô. Cô sẽ hỏi Bin xem cháu nói thật hay không. Hả? Bin? Trời ơi, cái gì thế này? Bin, con bôi cái gì trên mặt thế? Kìa em, có gì mà lớn tiếng thế? Chúng nó đang chơi vui thôi mà. Thôi được rồi, Bin, mẹ hỏi con, có đúng con đưa cái máy bay này cho thằng bé này không? Vâng, đúng ạ. Bin ơi là Bin, mẹ đã bảo con không được tự tiện cho ai cái gì mà chưa xin phép mẹ cơ mà. Nhưng con có cho bạn ấy đâu, con đổi mà. Đổi? Con đổi lấy cái gì? Con đổi cái máy bay lấy chị lúa. Bin, con nói cái gì vậy? Sao lại đem máy bay đổi lấy chị lúa được? Chú ơi, là cháu bảo em ấy đổi đấy ạ. À. Em Khoai rất thích cái máy bay. Từ trước đến nay em ấy chẳng có thứ đồ chơi gì cả. Còn Bin bảo, Bin thích có một người chị như cháu. Thế là cháu hỏi em Bin có muốn đổi không? Em Bin đồng ý để Khoai chơi máy bay. Còn cháu sẽ sang làm chị của Bin. Cô xin lỗi các cháu. Cô không biết mọi việc lại như vậy. Bin chơi với chị vui lắm. Vui hơn máy bay, vui hơn tàn hỏa. Bin không trả chị về đâu. Anh nghĩ là từ giờ cánh cửa cổng nên mở rộng ra em à. Em đồng ý. Hoan hô, hoan hô. Khoảng cách. Trời ơi, quỷ quái quỷ gì thế này? Mọi người bao dẹp đường, tránh sự cố không hay. Chúng tôi đang truy đuổi một tên cướp có mang theo vũ khí. Tên cướp cảnh sát đang truy đuổi là Galassi Andrew, từng là một võ sĩ quyền Anh. Việc dùng doping, chất kích thích bị cấm trong thi đấu thể thao, trong một giải đấu quốc tế, khiến hắn bị trục xuất khỏi xứ quyền Anh chuyên nghiệp. Sự nghiệp sau đó tụt dốc không phanh, bị xã hội coi rẻ. Tinh thần hắn suy sụp, nhanh chóng lâm vào cảnh khốn cùng. Hey, thật là một kẻ dối trá đáng khinh. Bản chất gian dối thì không bao giờ thay đổi được. Tốt nhất là nên tránh xa con người này. Hắn lao vào con đường đen tối. Ban đầu là trộm vặt, rồi liều mình cướp có vũ trang. Mọi người mau lánh đi. Cảnh sát đang đuổi tên cướp có vũ trang. Chiếc xe méo xẻo vừa rồi chính là hắn vừa chạy qua. Tiền, ta đã có rất nhiều tiền. Hoặc là cuộc đời ta được cứu rỗi, ta sẽ trở lại vinh quang như xưa. Hoặc là ta rời khỏi thế giới này, ta cũng sẽ mạng đổi mạng với các ngươi. Ta sẽ không là ma cô độc. Ôi, chào anh, hoan nghênh anh đến thăm tôi. Anh là người đầu tiên đến tham quan nghệ thuật cắm hoa của tôi ngày hôm nay. Chắc là anh đã nghe TV đưa tin về tôi mới tìm đến được đây. Mấy hôm nay nhiều người đến thăm tôi lắm. Họ đến tìm hiểu về nghệ thuật cắm hoa và trò chuyện cùng với tôi. Tôi rất vui khi ai cũng nói lòng yêu đời của tôi đã cho họ thêm dũng khí trong cuộc sống. Mà sao anh không nói gì? Anh có thích hoa không? Andrew! 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 Bình hoa này có tên là khát vọng. Anh có thấy những bông hoa thắm sắc đang tạo dáng một chú chim tung cánh không? Anh đến đây đầu tiên nên tôi tặng nó cho anh đó. Chúc cho những ước mơ, khát vọng sắp tới của anh sẽ thành hiện thực. Cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Dù chỉ có một mình, tôi cũng sẽ không bao giờ cô đơn. Khi tôi sắp phải rời khỏi thế gian này, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn, thay vì chỉ làm bạn với hoa như trước đây. Cô vừa bảo cô sắp rời khỏi thế giới này. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói tôi chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Chỉ còn ít lâu nữa là đến sinh nhật 18 của tôi. Tiếc cho cô, có lẽ là cô giống tôi bây giờ. Tất cả đều là vì thiếu tiền. Vì thiếu tiền mà khốn cùng, mà phải đổi mạng sống. Anh nói sai rồi. Có nhiều tiền đến mấy
cũng không chữa nổi bệnh của tôi. Nhưng hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình rất có ý nghĩa. Trái lại, tôi thấy buồn cho những ai đem mạng sống của mình đổi lấy tiền. Cô khi sắp phải đối diện với cái chết, dường như mỗi con người đều trở nên thông thái hơn. Tôi dám chắc với anh đấy, có vui hay không, khốn khổ hay không, chẳng hề liên quan đến tiền nong. Tôi chẳng thể nhìn, nhưng anh xem này, căn phòng của tôi đang tràn ngập niềm vui đây nè. Giờ phút này, chẳng phải mình đang mang sinh mạng của mình để đổi lấy tiền hay sao? Đội này, khẩn trương lên cầu thang. Hoa cô cắm đẹp lắm, cuốn hút như nụ cười của cô. Tôi còn có việc phải đi, nên tôi chỉ xin cô một nhành hoa hồng này thôi. Xin đừng làm kinh động đến cô gái trong phòng này. Đừng nói với cô gái ấy những việc đang diễn ra. Ngày hôm sau, hình ảnh tên cướp miệng ngậm cành hoa đầu hàng cảnh sát được đăng trên khắp các mặt báo, khiến dân chúng không khỏi sửng sốt. Hả? Bông hoa hắn ngậm kia nghĩa là sao? Thật không thể hiểu nổi. Lý do gì khiến tên cướp ngông cuồng vừa lái xe liều chết chạy trốn cảnh sát như điên dại lại tự đầu hàng? Là tên cướp đó. Hắn là Galaxy Andrew, võ sĩ quyền Anh bị trục xuất khỏi giải chuyên nghiệp vì sử dụng doping trong thi đấu. Đúng là hắn rồi, không ngờ lại có ngày thảm hại thế này. Thật sự tôi phải cảm ơn nhất chính là nụ cười của cô gái đầy lạc quan ấy. Nếu không có nụ cười tươi thắn của cô ấy thì đã không có cơ hội cho tôi đứng đây. Cô ấy sẽ chết dưới nòng súng của tôi, còn tôi ngoan cố chống lại cảnh sát sẽ chết nơi góc nhà trong tiếng súng loạn xạ. Trước đó, nếu mọi người tỏ ra ít lạnh lùng, cười nhiều hơn đối với tôi, có lẽ tôi đã không đánh mất mình, lạc vào con đường tăm tối. Chia sẻ của Andrew khiến người dân nghẹn lại. Họ tìm hiểu và biết được cô gái tên cướp nhắc đến là Kaislin. Cô gái mù vốn là một nghệ nhân cắm hoa. Tuy mắc bệnh nặng nhưng luôn lạc quan, là tấm gương sống sáng ngời. Cô gái đã giúp Andrew cảm ngộ được một điều giản dị mà hắn đã phải bỏ 10 năm tù để đánh đổi lấy. Nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai con người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!